Vâng, xin chào thể anh em audio. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế chị em phụ nữ. Đấy. Ngày hôm nay bên Phạm Thức Audio xin phép được review và giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa BMB. Mã của nó là 900C. Cặp loa này nó rất chi là khủng, bởi vì ngày hôm nay ngày mùng 8 tháng 3 mà phải chọn cổ loa khủng để đưa lên. Lý do đơn giản nó khủng, tại sao nó khủng thì công suất của nó là cái điều trước tiên. Đấy, cặp loa BMB 900C nó đây. Được thiết kế hai quả tép họng vàng, và tép của nó là tép từ kép. Tép từ kép như này. Đấy. Và trong tất cả các dòng BMB thì chỉ có 900C nó sử dụng cái mà đựng cái mà họng, cái họng sắt này dùng để đựng cái màng này, thì nó được sử dụng là 7 sắc cầu vòng. Giống như kiểu đế của 7800 mức đôi đấy. Và từ của nó đây này, các bạn nhìn này. Đây. Từ của nó đây, từ kép đây. Mặc dù công suất của nó chỉ có 3W thôi. Giống hệt như chị em phụ nữ ngày ăn 3 bữa. Đấy. 4 ôm, đấy. 4 ôm, nhưng mà phải nói là công suất của nó thì cực kỳ đỉnh. Đấy. Loa đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Rất đẹp. Đây là cái họng nhựa của nó này. Tháo một căng ra. Đấy, đây là cái họng nhựa để tản cái tiếng tép của nó ra. Cho cái tép này xuống năm. Và đây là quả loa bát của nó. Quay cái căng trước. Đây, các bạn nhìn thấy căng của nó này, căng bằng nhựa nhá. Và đây là phần bát của nó này. Cầm một tem, lắp một tem này. Xong phần dưỡng. Đây là bát của 900C. Rất gấu. Cũng từ kép và từ sau là từ nhỏ. Từ trên là từ to. Họng nó bằng đây này. Thép trắng nhá. Và 7 sắc cầu vòng. Râu của nó đây. Đây là phần côn của nó. Nhện của nó là nhện đỏ thâm nhá. Râu rất bự. Và đây là cái màng bát này. Đây là bẩn. Lô này của em về là gân zin này. Gân zin toàn tập này. Đấy, gân zin toàn tập luôn. Bạn nhìn thấy chưa? Râu buộc này. Đặc trưng của BMB là râu buộc. Đấy, gân zin này. Các bạn nhìn gân zin, các bạn nhìn cái keo này nó biết này. Keo của nhà máy sản xuất nó vẫn còn này. Đấy. Đây, hiện tại bây giờ em đang đánh chiếc âm đi dòng vua 2.33 La Mã 500W để đánh vào cặp loa BMB 900C. Đấy. Mặc dù cặp loa BMB 900C này nó thiết kế với công suất maximum này. Đây em còn một đôi là cái tem này nó bị mất này một tí thôi, nhưng nó trùng CD này. 12148. 1080W một quả. 1020W một quả. Đấy, made in China 900C. Đây là bên R. Thùng góc cạnh đây, các bạn nhìn thấy chưa? Độ đẹp của nó này. Bát đây. Dòng 900C nó có hai đời nhá. Một đời tép có râu và một đời tép không có râu. Cái này thì các bác lưu ý. Đấy, quan trọng nhất là mình nhìn cái họng đằng sau ấy và cái từ đằng sau là anh em mình sẽ biết ngay. Và cái tiếp theo nữa là cái người bán cho quý vị các bạn cam kết cho các bạn là hàng xịn là được. Nếu không xịn thì cứ biếu luôn 10 triệu là ok, không có gì phải suy nghĩ cả. Ở đây là quả thứ hai này. Cấu tạo nó là một bát 30. Hai chép hai bên. Hai chép này là mắc nối tiếp nhau nhá. Thế nên trên củ tép nó mới ghi trở kháng là có 4 ô.
sau khi nối tiếp sau nhau xong thì nó thành 8 ôm để cho âm đi sử dụng được. Đây. Và đây là chiếc âm đi răng ua 2033 La Mã, hàng này em vẫn còn nhé. Còn chiếc cụ thể chiếc này thì em xin phép được test luôn cho anh là anh Hùng. Số điện thoại của anh đây 0917. Em xin phép cắt bớt đi một tí và chưa ghi rõ địa chỉ, anh ở Bắc Giang. Anh đang đặt cọc cho bên em 2 triệu để lấy chiếc âm đi này. Hàng của bên em 2033 La Mã thì nó phải nói là siêu đẹp. Đấy, các bạn nhìn này. Thay sách của nó không han hiếc này, mà nhìn cái nắp của nó này. Và hàng bên em mua là hàng tuyển chọn nên là gần như con nào nó cũng còn cái tem này. Đấy. Còn đa số tất tần tật anh em là không có cái tem này đâu nhá. 2033 La Mã. Đây là tín hiệu vào cổng A hoặc là cổng B. Vào A hoặc B, cổng súp của nó là đang đánh ra cổng súp là cổng thứ hai này, cổng ớt ra này. Đấy. Thì cổng súp ra nó có chia ra làm hai. Red, cổng red và cổng in ớt đấy. Liver in đấy, liver ớt này, cái cổng này. Đấy, cổng này cũng là cổng ra này. Còn cổng này là cổng mic nhá, dùng để cắm vào mic để cắm đầu chống điểm. Đây, bên trong máy đây. Em đã dán tem đầy đủ cho anh ấy. Máy đẹp như này cơ mà, người ngơi. 2033 La Mã này, trên củ quần này. Đấy. Con này con chạy sò tô nhá. 2033 La Mã nó có 3 đời, chạy sò xanh ken, nhỏ xanh ken to và sò tô. Tụ quần này. Đặc điểm của răng ua là tụ nguồn, lùn. Có hai đời, màu xanh và màu đen. Đời này thì nó sử dụng vỉ vang của 2033 chung này. Đấy, và vỉ của nó có chữ DS. Chiết áp và chiết áp béo. Đấy, chiết áp béo. Chiết áp béo là chiết áp vát nhé, các bạn nhé. Đấy. Chiết áp nó vát này thì gọi là chiết áp béo. Còn chiết áp như 7800 mắc đôi thì gọi là chiết áp gầy. Khi có tín hiệu đèn vào thì nhạc nó sẽ lên đây. Dòng âm đi răng ua này thì hát karaoke nó là đẳng cấp rồi. Tiếng mic rất thật. Tiếng mic của nó cực kỳ thật luôn đấy. Hát hay luôn. Và nó dễ điều chỉnh này. Các bác cứ nhìn hình ảnh mà em đã chỉnh như này. Bác áp dụng vào bất cứ một cái âm đi răng ua xịn nào của các bác. Đây này, yêu cầu là cái nút volume bên này các bác chỉ được to đến tầm này thôi, không nên to quá. Đây, các bác cứ chỉnh hết tất cả cái nút như này mà xem. Và sẽ rất dễ hát nha. Đấy, như này. Và nếu anh em nào muốn tiếng nhạc nó to lên mà nó hơi vang vang một chút nữa thì ấn nút 3S này lên. Còn 2033 La Mã nó có tính năng đấy. Hàng bên em thì cam kết nếu không zin thì sẽ biếu quý vị các bạn toàn bộ cái máy. Đấy, thì em đã dán đầy đủ hết thông tin này trên từng vỉ một. Đấy. Và nguồn nó đẹp như vậy cơ mà. Zin toàn tập cho anh em. Kể cả nút này, là nút xịn luôn nha. Rồi, chiếc âm ly giống như thế này thì bên em đang bán là 7.3 triệu một chiếc. Còn đôi loa BMB 900C thì bên em bán là 10.800 một đôi. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Phạm Thức Auto kính chào quý vị và các bạn và cảm ơn anh đã ủng hộ bên em. Đây, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em sẽ đóng hàng sẵn cho bác nhé. Rồi, thank you bác. Và thank you anh em đã xem.